Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series 9 tip hay đánh bay đọc hiểu. Chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu về dạng bài hỏi về lý do chắc chắn sẽ có trong đọc hiểu. Mọi người sẽ cùng học với mình nhé. Hai. Rồi, thế thì dạng bài lý do chúng ta hay gặp thì có những câu hỏi như thế nào nhỉ? Thì ở đây mình có liệt kê ra 3 câu hỏi nhá. Mọi người có thể nhìn thấy này. Ở câu hỏi của chúng ta có sono ryū wa nani ka? À, lý do đó là gì này? Sore wa naze ka? Tại sao hoặc do step? Thì các bạn phải có 3 cái cụm từ mà rất hay gặp trong cái dạng bài hỏi về lý do của đọc hiểu. Đó là ryū. Ryū là đầu tiên nhá, đúng không? Sau chúng ta có naze này và có do step. Vậy thì nếu mà gặp những cái câu hỏi như thế này thì mọi người hãy nhớ rằng đó chính là dạng bài hỏi về lý do, hỏi về lý do tại sao nhá. Vậy thì những dạng bài như thế này bọn mình sẽ giải quyết như thế nào? Hãy chúng ta sẽ xem cái tip để giải quyết những dạng bài này như thế nào nhá. Nếu như mà nó có phần gạch chân thì chúng ta sẽ chú ý vào các vào trước hoặc sau cái gạch chân. Mọi người để ý cho mình là đáp án sẽ luôn nằm trước hoặc nằm sau gạch chân, được không ạ? Thế còn chú ý vào những câu và những cái từ chỉ lý do nguyên nhân sau đây là sẽ giúp bạn định hình được là đoạn văn đó, câu đó là câu đáp án và chúng ta chỉ cần dịch câu đấy thôi thì sẽ ra. Đúng không ạ? Phải có những câu như thế nào thì mình có liệt kê ở đây rồi và mọi người nhớ là memo vào vở ngay của mình hoặc là học thuộc luôn nhá. Nó hơi dài một tí nhưng mà nó có võ ấy và chúng ta có thể là áp dụng nó và làm bài đọc hiểu được. Ở đây mình có một số từ như thế này, chúng ta có thể nhìn lên nhá. Thì nó là gì nhỉ? À, sono tame, đúng không? À, sore de, đúng không? Desu kara, e, desu kara và da kara. Tất cả cái này mang nghĩa là vì, bởi vì, đúng không? Cái nhóm thứ hai chúng ta nhìn này, de, danh từ đi về de, đúng không? Yote, đúng là theo cái gì đó, do cái gì đấy. Sono yona wake de, mọi người thấy chữ wake không? Wake là lý do phải không nhỉ? Hãy, nhóm tiếp theo chúng ta có đây là shitagatte, kéo theo đó thì so ste, như vậy là so suruto, là làm như thế thì ra sao, cũng là từ nguyên nhân và kết quả phải không? Rồi tiếp theo có gì nhỉ? Sono kekka, sono kekka sẽ là gì? À, kết quả. Datte, datte thì rất hay đi với một cái mà hay đi đằng sau ấy, đó là da mono hoặc da mom, đấy là do vì nhá. Datte một cái bạn sẽ gặp trong N2 rất là nhiều ấy, hoặc N3 thì thỉnh thoảng cũng gặp. Sono yueni, sono yueni hoặc là da ta là thì cũng là do đó, do vậy thì đứng ở đầu, đúng không? Đấy, tất cả những cái từ như thế này nếu như mà có trong câu hoặc là có trước hoặc sau cái chân nhá thì chắc chắn đáp án nó sẽ nằm ở trong đấy. Bạn dịch kỹ câu đấy thì bạn sẽ tìm ra đáp án rất nhanh, tiết kiệm thời gian mà lại còn chính xác nữa. Và mình có một cái lưu ý nho nhỏ cho các bạn, đó là nếu mà mọi người làm đọc hiểu nhiều ấy, đặc biệt là của N3 và N2 nhá, thì mọi người sẽ rất hay nhìn thấy cái nô đà cuối câu này. Nếu mà mọi người nhìn thấy cái nô đà cuối câu thì mọi người hãy ngầm hiểu là nó bằng với kara desu. Và vậy là nó cũng có cách nói về chỉ nguyên nhân và chỉ lý do, đúng không? Cho nên nô đà cuối câu cũng là một cách để chúng ta phải chú ý vào câu đó, được không ạ? Rồi, mọi người hãy cùng mình là cố nhớ hết tất cả những từ này và áp dụng từ này vào trong đọc hiểu nhé. Obemasho. Còn bây giờ thì sao? Bọn mình sẽ thử làm ngay sau đây hai bài ví dụ về dạng lý do để bọn mình thấy là dạng lý do là một trong những dạng mặc dù là sao khá là khó nhưng cái mà các bạn giải quyết nó nếu như bạn biết cách thì rất là dễ. Rồi bây giờ bọn mình sẽ cùng thử làm đoạn văn đầu tiên nhá. Hay. Đoạn văn đầu tiên chúng ta cùng như những gì mà mình đã dạy các bạn ở trong các clip trước, chúng ta sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi nó hỏi gì đây ạ? Kono hito ga hon o yomu no ni pasokon o riyou suru ichiban no riyou wa nani ka? Rồi, thế mọi người có nhìn thấy ở đây cho mình cái chữ đấy là riyou không ạ? Có nhìn thấy riyou không? Vậy là đây là câu hỏi về dạng lý do rồi, đúng không? Và câu này người ta hỏi chúng ta là chủ ngữ là kono hito, cái người này, đúng không? Thì lý do lớn nhất tại sao mà người ta lại sử dụng máy tính để đọc sách là gì? Đúng không? Trong cái câu này mình có lưu ý một chút ngữ pháp của N4 cho mọi người nhá. Đấy là mọi người có nhìn thấy hông ngộ vô mự nồ ní không? Thì nhiều học sinh ý thì người ta cứ nghĩ là nồ ní là mặc dù thôi. Thế nhưng nồ ní trong ngữ pháp của N4 chúng ta có một nghĩa nữa là để chỉ cái rồi mục tiêu, mục đích, đúng không? Và trong câu này mà nghĩa là để đọc sách thì lý do lớn nhất mà tại sao ông ta, anh ta lại dùng máy vi tính, phải không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc đoạn ở trên và cho đáp án nhé. Mình sẽ cho các bạn 5 giây và với những bạn nào mà thấy 5 giây không đủ mọi người hãy stop video clip này và chọn đáp án cho mình nhé. Đừng xem tiếp video clip khi mà mọi người chưa chọn được đáp án, mọi người nhớ nhé. Nào, hãy 5, 4, 3, 2, 1,
hết giờ. Chúng ta sẽ cùng đi xem đáp án đó là gì nhá. Hai, cô tài quá. Nhiều đề, sai có ai chọn đáp án 2 không? Nếu bạn chọn đáp án 2 thì mình chúc mừng bạn đã chọn đúng nhá. Còn với những bạn nào mà chọn sai thì chúng ta sẽ cùng xem cái cách giải thích ngay sau đây. Tại sao lại là đáp án 2 nhỉ? Như mình đã nói, đấy là trong cái dạng bài hỏi về lý do thì mọi người phải nhìn những cái câu mà nó có cái những cái từ ngữ chỉ lý do. Thì ở đây này, bọn mình sẽ nhìn thấy nhá. Đoạn đầu tiên là internet tôi kê tai chukatte sōsetsu ya shinbun jatsu nado yomu hito ga fuyeteru. Câu đầu tiên mang nghĩa đấy là sao nhỉ? Chủ ngữ sẽ là yomu hito này. Những cái người mà họ đọc những thứ như là tạp chí này, báo này, này hoặc là tiểu thuyết mà họ sử dụng internet tổ hoặc là internet ấy, hoặc là kê tai là điện thoại thì đang tăng lên, fuyeteru, đúng không? Vậy là các bạn thấy đấy là ở đầu đoạn văn bắt đầu có sự giới thiệu về việc sử dụng internet và sử dụng kê tai là điện thoại, đúng không? Vậy là đoạn đầu là giới thiệu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đoạn 2, nó sẽ nói về trường hợp của anh ta này. Rồi, chúng ta có nhìn thấy ở đây có chữ là watashi mo không? Đoạn đầu tiên có watashi mo có nghĩa là watashi mo đây, đúng không? Tôi sai ki sore o riyō suru you ni natta. Tôi dạo này tôi cũng có sử dụng nó. Và có một cái quan trọng chúng ta nhìn thấy ở đây này. 今は、段2 今は、退職して家にいるので部屋のパソコンで読むのだが。 Ok, ở đây chúng mình sẽ có thấy hai từ nối, hai cái từ quan trọng. Đấy là, mọi người có nhìn thấy no de ở đây không nhỉ? No de và daga. Đó là nét mình đã có bôi đỏ để cho mọi người rồi. Thì no de là bởi vì chúng ta nhìn thấy chúng ta có vẻ như là đáp án nó nằm ở đây rồi. Giống như những lời mà cô giáo nói là no de là đáp án rồi. Nhưng mọi người lại nhìn thấy đa gà là tuy nhiên ở đây. Cái tuy nhiên ở đây đã khiến cho chúng ta thấy là phần trước là phần chúng ta không cần quan tâm. Phần sau thôi. Và phần sau, cái phần sau bạn đọc này, bạn sẽ nhìn thấy chữ nani yori benrida. Các bạn nhớ cho mình nhá, nani yori là không hơn tất cả mọi thứ thì nó thật sự là tiện lợi. Thì trong cái series video clip lần trước khi mà giới thiệu về các cấu trúc ngữ pháp, mình đã đặc biệt chú ý đến chữ yori này cho mọi người rồi. Cứ yori là mọi người phải biết là nó đang muốn nhấn mạnh về cả đằng trước, về cả đằng sau, đúng không? Thì câu này nghĩa là gì nhỉ? Câu này chúng ta là sao? Bây giờ này, dịch từ đầu nha. Bây giờ này thì tôi đã nghỉ việc và ở nhà rồi, cho nên là tôi sẽ đọc sách bằng máy tính ở trong phòng. Tuy nhiên là sao nhỉ? Yomotokini, khi mà tôi đọc ấy, ji o suki na dai okisa ni kaeraru no ga nani yori benri da. Không có cái việc gì tiện lợi bằng cái việc khi mà tôi đọc tôi có thể thay đổi cái độ cỡ, kích cỡ của cái chữ theo cái ý mình thích. Thì đấy là điều tuyệt vời nhất, điều mà tôi thấy là nani yori benri desu. Cái chữ nani yori này này, nó đã khiến cho chúng ta thấy là tác giả nó là cái đấy là cái nhất, không có cái gì bằng nữa, đúng không? Nên đáp án đúng nó sẽ nằm ở cái phần gạch chân màu đỏ mà mình có biểu hiện ở đây. Và từ đây chúng ta thấy đáp án nó chính là 2, chúng ta nhìn vào 2 này. Jibun ni atta ji no okisa o hakobu koto ga dekiru kara. Bởi vì là sao anh ta có thể là vừa thay đổi cái kiểu cái cỡ chữ cho phù hợp với bản thân mình, đúng không? Thì mọi người có nhớ cái tip mà mình đã từng dạy ở các video clip trước, đó là đáp án sẽ thường sử dụng những cái câu mà có từ đồng nghĩa so với đoạn văn. Ở trên đoạn văn mọi người có nhìn thấy một cái là skina okisa không? Thì ở đây chúng ta thấy là jibun ni atta ji no okisa. Cách nói rất là đồng nghĩa, đúng không? Phải không ạ? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ, mọi người đã hiểu đoạn này chưa? Nếu mà hiểu rồi bọn mình sẽ tiếp sang vào một đoạn văn thứ hai nhá, để xem cái sự kỳ diệu của các cái câu và các cái từ vựng như thế này là gì, được chưa ạ? Hai. Đây mình có đoạn văn như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi trước nhá. Câu hỏi nó hỏi là gì đây ạ? Bichiku no mise ni katsu koto ga dekiru no wa naze ka? Ở cái dạng văn này các bạn có nhìn thấy cái chữ naze ở đây không? Naze ở đây thì đúng là sao nhỉ? Naze ở đây thì đúng là câu hỏi về lý do rồi. Và có một cái mà bạn cần lưu ý nữa, đó là nó lại là dạng bài gạch chân cơ, vì nó hỏi một cái gạch chân trong bài, trong bài gạch chân. Vậy là dễ quá rồi, đúng không? Bởi vì là gạch chân thì như mình nói, bạn nhìn trước nhìn sau, câu này nó hỏi chúng là tại sao mà lại có thể thắng được những cái cửa hàng ở khu vực B. Chúng ta nhìn lên đoạn văn, cái chỗ gạch chân này chúng ta thấy có, cũng có cái đấy. Bichiku no mise ni katsu koto ga dekiru.
Đó, mình chỉ gợi ý đến thế thôi. Còn mình sẽ cho các bạn 5 giây để các bạn làm video clip. À, các bạn làm cái bài này nhá. Nếu không hết 5 giây thì nhớ là phải làm đó, phải do ra đáp án nhá. Chúng ta cùng bắt đầu làm này. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi. Mọi người đã chọn được đáp án đúng chưa? Bọn mình sẽ cùng xem cô tài và nàn để chọn cần ấy. Hay, cô tài và 1番 です. Hay, đáp án là số 1 đấy. Chúc mừng những bạn nào đã làm đúng. Chúng mình sẽ cùng xem tại sao lại là 1 mà không phải các đáp án khác nha. Ok, đây, chúng mình sẽ cùng xem nha. Thì mọi người nhìn này. Chúng ta nhìn lên bài như mình đã nói là đáp án ấy, của phần gạch chân nó nhìn phải nhìn trước và nhìn sau. Thêm vào đấy đó là sao? Nếu mà là dạng câu hỏi lý do thì chúng ta nhìn xem những con từ nào nó chỉ cái lý do. Thì ôi để ở đây may quá, trước cái gạch chân chúng ta nhìn thấy một snowde to đùng ở đây rồi, đúng không? Thì bạn nhìn này, đoạn này nó có thể dài như thế này. Mình ở đây mình có chân một cái từ rất là hay là shikashi. Mọi người thấy shikashi là từ lặp đi lặp lại trong đọc hiểu quá nhiều luôn, đúng không? Thì bạn nhìn thấy này, shikashi. Vậy là chúng ta biết chúng ta đọc ở đằng sau, đúng không? Chúng ta đọc đằng sau. Giờ lại thấy có gạch chân, thế thì biết là phải đọc trước và đọc sau. Và đấy trước có no de ở đây nữa, thì bạn đọc trước và đáp án nó nằm ngay ở cái câu đằng trước của cái gạch chân luôn. Đấy là soin no shiru ya kazu ga oku atsumaru no de. Bởi vì là sao? Về số lượng và chủng loại của sản phẩm nó được tập trung rất là nhiều, cho nên là có thể thắng được cái những cái cửa hàng của khu vực B, phải không ạ? Đó, thế thì bây giờ từ cái đấy chúng ta đã có thể hình dung được là à, cửa hàng này, các cửa hàng ở khu vực A họ có nhiều sản phẩm, nhiều chủng loại, nên là họ thắng được. Và họ thắng được là vì sao? Vì họ thu, hoặc vì có nhiều sản phẩm như vậy nên là có rất nhiều người đến để xem, đúng không? Nên đáp án nó là 1. Echiku ni wa hito wa oku atsumaru kara. Đáp án đúng là 1 nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đọc lướt qua cái đoạn ở trên nữa để xem nào, 2, 3, 4 tại sao lại sai. Mình dịch kỹ để cho những bạn nào mà chọn sai, bạn có thể lưu ý thêm nhá. Từ sau shikashi là sao đấy nhỉ? Tuy nhiên này, aru keizai gakusa niyoreba, shisu wa onaji mise a narabu no mo soubai no tame no hitotsu no hito hoho rashi. Câu này này, ở đây chúng mình sẽ cùng phân tích thêm một chút, dành một chút thời gian để phân tích về ngữ pháp nhé. Chúng ta thấy có niyoreba là theo như chưa? Và nếu là theo như ở đằng cuối thì rất hay có so và mitai nhá. Hoặc là la si này là nghe nói. Theo như một cái học giả kinh tế đấy thì nghe nói là thì cái việc mà có rất thật ra này, cái việc mà có các cái cửa hàng nó đồng giống nhau cùng trên một tuyến phố ấy, thì nó cũng là một cái phương pháp để người ta show bài là bán hàng. Show bài là bán hàng nhá. Echiku ni onoji shuru no mise tatoeba denki ya ga takusan aru to denki ya ga ikken shika nai bi chiku to kurabe souhin no shuru ya kazu ga oku atsumaru node bi chiku no mise ni katsu koto ga dekiru. Câu rất dài nhưng chúng ta hãy cùng phân tích nó bằng cách là tách ra thành từng mệnh đề một và dịch. Thì mệnh đề đầu tiên là sao nhỉ? Chúng ta nhìn này. À, những cái cửa hàng mà có cùng những cái chủng loại hàng ấy ở khu vực A nhá, thì nếu ta ví dụ như là có rất nhiều những cái denki ya, có rất nhiều các cửa hàng về điện ấy, đồ điện ấy, thì khi chúng ta kurabe để chúng ta so sánh với khu vực B mà chỉ có một cái nhà bán về cửa hàng điện thôi, thì rõ ràng là khu vực A họ tập trung nhiều hơn các chủng loại và số lượng về sản phẩm, vì vậy nó có thể thắng được khu vực B. So shite, thêm vào đó là sao? Những cái cửa hàng ở khu vực A nhá, thì sao? Tasuka atte sono chiku no tokusho e tokushoku ga deru yo ni suru. Có nghĩa là các cửa hàng ở khu vực A này nó có thể là giúp đỡ lẫn nhau và nó tạo nên được cái đặc trưng của nó, phải không ạ? À? Câu tiếp theo là gì? Echiku ga yume ni nari kyaku ga atsumaru to, mọi người nhìn này, kyaku ga atsumaru to kondo wa echiku no naka no sorezore no mise ga jibun no kyaku o atsumeru tame ni kyousou suru touyou no de aru. Câu này nghĩa là nếu mà sao khi mà các cửa hàng ở khu vực A nhá mà đã trở nên nổi tiếng và có thể thể ra mà có thể thu thập được khách hàng rồi, thì lần tới côn độ này, lần tới nhá, thì trong khu vực A này từng cửa hàng một thì người ta sẽ đấu tranh với nhau để sao có thể lấy được khách hàng của riêng bản thân mình.
đúng không? Đó. Thì bạn nhìn vào đáp án số 2 này. Đáp án số 2 nó bảo là bởi vì cửa hàng A có nhiều cửa hàng mới nhá, thì nó sai ở chữ mới này. Hoặc câu B nó bảo là bởi vì cửa hàng B này có thể tập hợp được nhiều khách hơn, thì nó sai hoàn toàn luôn đúng không? Bởi vì rõ ràng là đang bảo là thắng B mà. Còn câu số 4 nó bảo là bởi vì cửa hàng B thì chỉ có những cái khu vực B thì chỉ có những cửa hàng cũ thôi, thì nó sai chữ Fluminense nhá. Không phải là chỉ có những cửa hàng cũ, mà bởi vì nó có ít cửa hàng, mà chỉ có một cửa hàng thôi, cho nên nó không tụ tập được nhiều khách so với khu A, phải không ạ? Đấy, mình làm có nhanh quá không? Nếu như mà mọi người có bất cứ thắc mắc gì thì mọi người nhớ chia sẻ cho mình nha. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn một cái tip về lý do rồi, rất là ngắn thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng những cái tip này nếu như bạn xem nhiều á, xem đi xem lại, thì nó sẽ là như mưa dầm thấm lâu. Có thể lần đầu bạn xem bạn chưa có hiểu, nhưng nó là những cái tâm huyết của mình và là những cái mà mình đã trải qua rồi, nên là để có thể trở thành kinh nghiệm của bạn thì không phải là chỉ sau 10-15 phút đâu, mà bạn phải xem nhiều và làm nhiều nhá. Nhưng mà những video clip này mình thấy thật sự là có ích với mọi người, và rất muốn là truyền tải đến mọi người để mọi người có thể làm đọc hiểu vui hơn, là đọc hiểu tốt hơn, và mọi người có thể yêu tiếng Nhật hơn. Và trong lần tới thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái dạng nữa, một dạng mà gặp rất nhiều trong các đoạn văn, đặc biệt là tam mưng, nội dung đoạn văn của video clip số 6. Mong là mọi người sẽ chờ đón video clip đấy nhá. Hãy ご視聴ありがとうございました。また今度お願いしますね。バイバイ。